Là tự nhiên thôi. Nó bự và ra nó bự lên cái da nó da nó màu đỏ đỏ đâu rồi con cháu nó rồi này tới nó bự lắm ở thành não màu nó từ màu xanh này nó nở màu màu đỏ trái màu xanh đầu. Cái trái màu xanh này đâu thôi. Này trái màu đỏ, trái màu xanh chứ. Cái này là cây gòn rồi bọt thôi. Cây gòn hồi xưa ở đây nhiều lắm mà bây giờ cũng ít rồi. Ta đốn bỏ. Ta đốn bỏ nhiều. Này trái gòn này là nó chín rồi. Tới nó khô một chút nữa là nó bung ra hết trơn, nó bung ra cái gòn nó bay tùm lum la, nó sống thì cái trái nó màu xanh, tới chín nó khô, trái nó vàng vàng vậy. Hồi xưa gòn ở đây nhiều lắm, gòn này là người ta đụng gối để ngủ. Trái gòn không. Cây này bây giờ ở đây cũng hơi hiếm rồi đó. Trái gòn non người ta cũng ăn được, mà tới nó già nhìn nó cái hột nó đem đi rang ăn cũng được, nhưng muốn ăn nhiều thì không tốt. Và lúc tôi chạy giặt tới Campuchia cũng ăn trái gòn đem rang ăn cũng béo béo. Chạy giặt Miền Đỏ từng ăn rồi trái gòn này. Trái non này gọt ra ăn cũng được, nếu ăn nhiều thì không tốt. Còn trái già rồi lấy cái hột nó, hột đen đen nó đem đi rang, nó ăn béo như đậu phộng rồi. Hiếm có vụ hái gòn liền lắm mà cây gòn cái dạo này giờ cũng từ từ nó đốn hết trơn rồi. Không buồn buồn mà chú ở đây nè đi quay chơi nhưng mà này ta hái cây gòn. Có con khỉ, có con khỉ đậu của dân này nữa không? Ủa sao nó mang ra cái trái gì làm mình thành ra gì vậy? Không hút chụp mấy người lụm gòn đó đi rồi, từ từ tôi quay khỉ trước. Tôi quay khỉ nên nó mang, có mang hai trái dừa theo. Nên em người ta hái gòn. Gòn chín nè. Quay đi vòng vòng quay chảnh quê hương cho người ta coi. Cái này là mấy trái gòn này nha con. Làm YouTube không? Làm YouTube. Kiếm like đâu. Thì quay vô đó ai coi, ai thích thì like, còn ai không thích thì thôi. Rồi, cảnh lấy cái này mình lấy về bán này không? Ừ. Về mình đánh gòn ra bán này. Đánh gòn bán đồ gói. Ừ. Cái gòn này mà ấy gói rồi để mọi người. Bây giờ xài bán gòn ấy không chứ gòn mà chưa mình xài toàn này. Gòn thiệt không à. Cái xài gòn này. Ở cỡ này cũng hết gọn. Ổng giác nguyên một chút đó. Ổng giác nguyên bao gòn lên nha. Về mình còn phơi cho nó ấy rồi mình mới đánh cái lợn nữa chứ. Vì lọt rồi đâu có đánh nữa. Hả? Dạ. Thấy này nhổng con mà nó giác bao nhiêu dần không? Bà con thấy mà con cũng giật mình luôn á. Nói vậy chứ nó là giác bao nhiêu thôi nha bà con. Ồ, chim cỡ này nó bẫy muốn te tua hết rồi. Chẹp rồi lai nó mạnh. Nó là cái nốt rồi. Còn có cái nghề ấy gọn này nữa ta, tôi tưởng đâu là đâu có ai xài nữa. Có gòn trò là nó làm. Mình nghe cái cây gòn bây giờ nó bự chút là người ta đốn hết cha nữa. Trời, mấy năm nay tôi mới thấy vụ đi bẻ gòn. Lâu lắm rồi hả? Không biết. Trường nào? Chở cái đó. Viết. Đây. Nó xe thành Đạt. Nó làm bộ nó còn làm đó hả? Đâu có sửa máy đó. Đúng rồi. Ý em sao? Ý em sao? Nó tính thấp đánh với ông này. Hôm nay nó rõ mình cũng giữ cái bà con. Bà con lên con nhớ mà thấy. Mình đó giữ đúng. Cá tù mới ra mà không giữ. Hả? Nó còn phê nó cũng tù nữa. Thằng này nó có mảnh luôn đó bà con. Có rồi. Cho nó rồi. Mã mà cho nó rồi. Nó có mã mà nó cho người ta mượn rồi. Mày làm nổi vô luôn rồi. Nó rồi nữa. Người ta hứng rồi, người ta lụm còn tôi cũng mừng rồi. Này lụm tự nhiên đó. Còn vàng vàng nó là trái khô. Còn cái này là trái xanh này. Xanh nhưng mà nó cũng già rồi. Cái này đem về phơi rồi. em cũng cắt cái nhà ngôi mình. Thì trước nhà lá, giờ cắt được nhà tường. Cái tam chắp béo cho lên phim. Để cái chắp mơ sửa giúp bọn đấy ta chơi mơ. Một cái câu hát vậy đó. Nền ta lên lấy thuốc phóng nước không nấu phun. Dân nó ít tê cây rồi xong cột nhậm xuống dưới. Sáng thì tụi em mua mấy bài gà vô rồi. Cái tranh khó bán mang lâu ấy. Được ở đây làm được 30 kg. Ở đây là cái chạy ở đường nó không. Người ta làm ở dưới chân núi Cấm. Chỗ này cái lò người ta nấu được. Vô cá van slo ấy à. Chỗ này chứ. Mới nay ta tho tới. Dìu muốn có tới bay là ca là phấn. Phải tới biết có không kinh. Tao kì khát lắm. Cái thầy, tại mà biết á. Thằng này sao đang phân này đó. Bác là mưa riêng ấy đâu như thế tệ chó. Khơi can camera ấy vong. Dạ. Khát nè tệ chó. Nước lấy nó kết thơ đến. Nè này xía vào đây chạy con nè. Dạ. Nấu gì cho tới trưa mới có đường 4-5 tiếng rồi. Rồi vô tức mò á, bạn nói được score bán. Chắc hả? Dạ. Vô tức mò mình ăn. Lấy được